Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay quay lại cái vườn dao cho các bạn xem. Đó, cái vườn dao nhà mình nè. Hồi nãy giờ là mình đóng vàng để cho mớp, để trồng mớp. Mớp lên rồi nè. Đó, đây là mớp nè. Để làm cái đèn bắt ngang đó, cây mình đóng thấy bạn thấy không bạn? Đó. Cái nóng để mình làm vàng mớp. Đây sẵn bay cái bầy cá cho các bạn xem nè. Bầy cá mình ép nó giờ nó lớn rồi nè. Đó, nó đang lên ăn. Đó. Đó, quá trời cá luôn nè. Cá này là mình không có mua nè. Cái này là mình ép á. Thì cũng có mấy cái video để mình có đăng lên đó, là cá mình ép không á, cá mùi với cá chép nè. Đó, cá mùi nó lên rồi. Ô, cá mùi cũng quá trời đó. À, coi cá chép đó lên rồi bạn ạ. Đó, thấy không, nguyên bầy luôn á. Cá chép nhiều lắm bạn ơi. Ở đây chỉ là một cái nhóm nó một vĩnh ở đây thôi, nó ăn kia quá trời luôn kìa. Nói chung là đặc mương đó. Đó, đó, thấy không bạn, đó, nó ập đó. Đó, quá trời luôn. Thôi để mình đi thẳng cho bạn xem. Trốn hết rồi. Để coi nó nổi lên không. Nó thấy mình là nó hợp hết à. Đây để mình quay cái vườn cải mình ha. Cái dòng cải mình nè. Đó. Vườn cải mình trồng đó. Thấy ba kinh tế không? Thôi giờ mình sẽ đi lại đằng kia để mình tiếp tục làm cái vàng. Nãy giờ đóng nọc rồi trồng cây xuống á. Cũng hơi bị mệt rồi đó. Nói không có gì mà mệt bằng mà đi ra đồng làm. Nghề nông mệt lắm, vất vả lắm bạn ơi. Thì bữa nay làm ca đêm nên mình sẽ tranh thủ mình làm cái vàng này cho xong để cho mớp nó bò lên. Giờ để nó bò nghêu ngao à. Đó, mớp giờ nó bò nghêu ngao rồi nè. Cái dòng mình làm tới đây thôi. Chỉ còn hai cây nữa, hai cây nữa là xong rồi. Đó. Rồi sau đó là mình sẽ đi trồng chuối nữa. Rồi trồng đu đủ nữa, đủ thứ luôn. Nó công chuyện quá trời. Đây là vườn chuối, chuối gì? Cái này chuối già. Này là cây đu đủ nè, cây đu đủ mình mua ở trên trên nhà sản xuất giống á. Đu đủ lùng, đu đủ trái từ gốc tới ngọn nè. Thử mua về trồng coi nó có giống vậy không. Được 2 4 7 cây à. 10 cây trồng lên 8 cây, ông anh xin cây à. Là là 10 hạt, có 10 hạt à. Một gói có 5 hạt thôi. Hai gói 10 hạt. Là mình trồng lên được 8 cây. Đó, hai cây nó không lên. Rồi đây là cái cây chuối của cây chuối đỏ nè. Đây là cây chuối đỏ nha. Cây chuối đỏ của Australia, của Úc á. À, mình sẽ bữa nay mình chắc cũng sẽ bứng ra trồng luôn. Thôi bây giờ mình sẽ trở về cái công việc của mình. Là đi gặm vàng, đi gặm vàng ha. À, chỉ còn hai cây thôi, giờ mình đóng hai cây nữa xong là mình nghỉ.
là xong cái phần mà mình đóng nọc rồi, đóng nọc gầm cây rồi đó. Thì mốt cái vàng mình sẽ bắt ngang kiểu đó đó. Đó, bây giờ quay lại cho bạn xem. Thôi video này kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye bye.